Ở đây con gọi là con cá sòng này, cá sòng hay còn gọi là con cá chuồng đấy. Cái gì? Cá chuồn. Cá chuồn. Chuồn hay chuồng? Chuồn, chuồn. À, chuồn chuồn. Cá đấy. Sòng. Ở đây gọi cá sòng, ở chỗ mình thì gọi là con cá eo. Ở chỗ Hải Bình thì gọi là cá eo, nơi khác người ta gọi là con cá chuồng đấy. Với đấy mình như này, mình nó cũng đang tươi, tất cả đều mới vừa đánh đây. Tươi mang đỏ đấy, mang đỏ đấy, còn nhớt rất là ngon. Đấy, nói chung là đầu năm nay mình là rất là may mắn này, đi vào chỗ quê chồng nên là gặp ngay được bô lỗ cá đầu tiên của năm, rất là ngon. Thế là mùa ngày ngày Tết thèm cá quá rồi. Ok, đây là con cá. Cá này người ta cũng hấp này, hoặc là người ta nấu canh chua. Nấu canh chua thì hấp ngon không? Cảm ngon hơn. Mỗi thứ nó ngon mỗi kiểu. Mà cá làm vảy được đúng không? Không, cá này rất là cứng. Cái vảy này các bạn hấp xong rồi các bạn lấy vảy nó ra mới được. Chứ còn bình thường như này các bạn không thể nạy vảy được đâu, rất là khó. Vảy của nó rất là cứng. Đây này, nó một lớp vảy cứng, cứng lắm. Nhưng mà nhớ là chú ý cái con cá móng. Video khác rồi. Đấy. Rồi, xong.